Xin chào cả nhà. Dạ. Chào cô chú nè. Chào. Cả nhà ơi, hôm nay Hiền đưa hai đứa nhóc đi mua cái bánh gì rồi. Khôn đó là ở trong nó có cái phô mai mà kéo sợi ra đó cả nhà. Ryan với Riley muốn ăn cái đó bữa nay cho nên Hiền dở đi vô cái chợ của người Hàn á, mua cho hai nó ăn. Hôm nay thì Hiền chỉ đi vô đây để Hiền mua bánh khôn đót đó cho Ryan với Riley ăn thôi. Tại vì chút xíu nữa Hiền phải đi rước ba Đen đi làm về cả nhà. Cho nên không có quay cái chợ này cho cả nhà mình xem. Để bữa nào Hiền đi chợ rồi Hiền sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Đó, mua cái bánh ở đây nè cả nhà. Đó, cái bánh đó người ta ăn. Mua cái năm mươi mấy. Số 10 potato mozzarella đó á. Phải không? À, cái tiệm bánh đó là tiệm bánh Toulouse Jour. Rồi mình cũng thôi vậy mình trong khi mình chờ mình đi lại đẳng coi Ryan nó cũng muốn lại đẳng coi người ta bán cái bánh gì. Ryan con muốn đi đó không? Cái bánh này Hiền ngang đen nó nói là ở bên Việt Nam rất là nổi tiếng luôn á, nhiều người thích ăn lắm. Nhưng mà bánh ngon lắm cả nhà. Nhưng mà có điều giá thì hơi cao á. Ở bên đây cũng vậy nữa nè. Con muốn bánh này hả Ryan? Bánh mà tròn tròn á hả? Ồ, bánh nó hết lâu rồi, bánh đó người ta discontinue, người ta không bán nữa rồi. Người ta không làm bánh đó nữa. Ly ơi, con muốn ăn cái nào? Hai, em muốn ăn này nè hai. Em muốn ăn bánh này. Lấy cho em cái. Ừ, lấy cho em cái trắng với cái hồng đi. Ơi. Sinh nhật của con. Sinh nhật của con hả? Sinh nhật của con. Ở đây có mấy cái bánh sinh nhật nhìn dễ thương quá. Hả? Mấy cái bánh macaroon này hả? Ừ. Con có muốn ăn mấy cái bánh này không Ren? Macaroon nè. Em muốn tới số của mình. You Ryan, you want any sugar? No sugar. Sauce. No. Thank you. Rồi nè, đi. Hôm nay bầu trời lạ quá. Có mây dãy cá. Đây cả nhà. Cái này ở ngoài nó có khoai lang nó bọc ở ngoài cả nhà. Để hiện ra liền nó đòi ăn nãy giờ để Hiền bẻ ra cho nó ăn nha. Đó, cả nhà coi cái chi nè. Đã không? Riley thích không Riley? Rồi, ăn đi con. Ủa coi chừng nóng nha. Ủa cái chi nó kéo dài rồi cả nhà ơi. Ôi Riley đòi, chuột cũng đòi ăn nữa nè. Nè, Ly, ăn. Anh hai ăn ngon không anh hai? Riley nó cũng thích ăn cái này lắm. Con nít nó phái ăn mấy cái chi nè ha cả nhà. Mấy cái phô mai nè. Giòn khâu khấu luôn á, ở ngoài giòn á. Tại người ta mới chiên á. Rồi thì nãy giờ chào cô chú chưa? Con chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào cô chú. Rồi, chuột cũng chào nè. Qua wow, chuột giỏi đó ta. Chuột chào cô chú đi. Ừ, anh hai ăn nghe giòn khâu khấu luôn. Cái này đáng lý là người ta hồi nãy ta hỏi mình có ăn đường không á cả nhà. Người ta rắc đường cho mình, đường quế với đường trắng. Mà tại vì hai đứa này nó không thích ăn đường cho nên nó chỉ ăn cái, nó chỉ thích cái khoai lang ngọt của cái khoai lang thôi chứ nó không thích rắc đường lên.
nóng nóng thổi. Cháu lấy ra. Sao lấy ra hả? Cháu lấy ra. Rồi. Nó cái này chi? Nào cái đó chi với con bỏ miệng đi. Rồi con nói con ăn cái đó ngon không? Dạ ngon. Con thích không? Thích hả? Mốt con muốn ăn nữa không? Không. Không hả? Sao vậy? Cái nữa. Đủ rồi. Đủ rồi hả? Ăn đủ rồi hả? Ăn mới có chút mà đủ rồi. Rồi con cũng có ra nè. Ra lì ai mua này cho con ăn vậy? Má. Má rồi con có nói gì với má không? Cảm ơn má. Hả? Cảm ơn má. Cảm ơn má hả? Rồi thôi bây giờ má tắt video nha. Dạ. Rồi vậy con bye cô chú đi cho má tắt video nha. Bye. Chào cô chú. Chào con chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con chú. Xem video của má con. Xem video mẹ của má con. Ờ con chào cô chú. Chào. Đây chuột nữa nè. Bye. Bye. Cảm ơn anh Chi. Anh hai bye đi anh hai. Chào cô chú. Bye. Bye. Hiền cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hiền hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Hiền chào cả nhà nha. Bye bye. Bye. Bye.